Bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một số nội dung nổi bật về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bộ Chính trị ban hành quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Sự thật cái gọi là Việt Nam vi phạm nhân quyền, phê phán thói vô cảm vì dân xuông của một bộ phận cán bộ đảng viên. Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 144 QĐTU ngày 9 tháng 5 năm 2024, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định số 144 gồm 6 điều với những nội dung như sau. Điều 1, yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Điều 2, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, hội nhập. Điều 3, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Điều 4, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Điều 5, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Điều 6, tổ chức thực hiện. Theo đó, Bộ Chính trị quy định cán bộ đảng viên cần suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, nhà nước và của nhân dân. Kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Kiên quyết kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tâm huyết trách nhiệm dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu giếm khuyết điểm, không nói sai sự thật. Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cơ quan tổ chức và trong nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan đơn vị công tác, khu dân cư, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Ngày 10 tháng 5, nhóm làm việc về cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam. Báo cáo của nhóm làm việc ghi nhận báo cáo quốc gia của Việt Nam, nội dung phiên đối thoại ngày 7 tháng 5 và ghi nhận 320 khuyến nghị do 133 nước đưa ra. Phát biểu tại phiên thông qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các khuyến nghị và thông báo lập trường của Việt Nam đối với những khuyến nghị này trước phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành trong tổ công tác về UPR sẽ rà soát, đánh giá và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lập trường của Việt Nam đối với các khuyến nghị và thông báo trước khóa họp thường kỳ lần thứ 57 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm 2024. Tại khóa họp này, Hội đồng Nhân quyền sẽ chính thức thông qua báo cáo về kết quả rà soát UPR đối với Việt Nam. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024. Hội nghị đã quán triệt những vấn đề mới, trọng tâm cần chú ý liên quan tới công tác bảo đảm quyền con người để cán bộ đảng viên nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền đã quán triệt những vấn đề mới, trọng tâm cần chú ý liên quan tới công tác bảo đảm quyền con người để cán bộ đảng viên nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm giới hạn quyền con người và công tác nhân quyền trong tình hình mới. Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền nhằm cập nhật những thông tin về vấn đề dân chủ nhân quyền, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền, tạo diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác, góp phần thiết thực đưa công tác bảo đảm, bảo vệ và đấu tranh bảo vệ quyền con người từ trung ương đến địa phương ngày càng hiệu quả hơn. Ngày 18 tháng 5, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã làm việc với những người liên quan và tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn.
Trước đó, từ nguồn tố giác của người dân về việc có nhóm người truyền đạo trái phép tại một căn nhà riêng ở khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Công an thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an phường và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh kiểm tra. Qua làm việc, những người trong nhóm cho biết căn nhà trên do ông Phạm Văn B, sinh năm 1989, quê Hưng Yên, và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Tê, sinh năm 1994, quê Bình Định, thuê để ở cùng hai người khác. Chính ông B là người đứng ra tổ chức các buổi giảng. Những người khác được giới thiệu, lôi kéo tham gia. Nội dung buổi giảng giới thiệu về các thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe, sau đó lồng ghép nghiên cứu, đọc kinh thánh, xem các bộ phim về chiến tranh, về Đức Chúa Trời. Theo Công an thị xã Phú Mỹ, qua xác minh, có căn cứ xác định đây là nhóm hoạt động liên quan Hội Thánh Đức Chúa Trời do ông B cầm đầu. Cách thức liên lạc thông qua nhóm kín trên mạng để tổ chức truyền đạo, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thủ đoạn lôi kéo thường nhắm đến người quen, khách hàng, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về sức khỏe để tư vấn các sản phẩm, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe để lồng ghép tuyên truyền trái phép về Hội Thánh Đức Chúa Trời theo mô hình đa cấp. Những năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam. Về chủ đề này, báo Quân đội Nhân dân có bài viết Sự thật cái gọi là Việt Nam vi phạm nhân quyền. Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo nhân quyền năm 2023, trong đó tiếp tục đưa ra những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam khi cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền. Chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền. Thực tế, các quyền con người cơ bản đã được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam, được bảo vệ, bảo đảm bởi hệ thống văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai hiệu quả trên thực tiễn. Theo đó, nhiều năm gần đây, Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn nhằm bảo đảm quyền con người, nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người theo các công ước quốc tế về quyền con người, trong đó Việt Nam là thành viên. Mặt khác, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, phát huy tối đa yếu tố con người. Đến nay, sau gần 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã luôn luôn nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi quyết sách đều xuất phát từ con người, mọi thành quả phát triển đều hướng vào bảo đảm tốt nhất quyền con người. Thưa quý vị và các đồng chí, những thành tựu không thể phủ nhận đó đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Chính vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ cái gọi là Việt Nam vi phạm nhân quyền. Chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, được đề cập trong báo cáo nhân quyền năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ là những nhận định thiếu khách quan, không chính xác về vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đã được đảng ta chỉ ra là không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Thậm chí còn có biểu hiện mị dân, vì dân suông, gây mất niềm tin trong nhân dân. Trong chuyên mục luận bàn, mời các đồng chí và các bạn cùng nhận diện đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này. Thời nay, một số cán bộ đảng viên có biểu hiện chỉ nói mà không làm, chỉ hứa rồi để đấy, không hành động. Người dân gọi đó là nói suông, hứa suông. Đảng ta đã chỉ ra tình trạng một số cán bộ đảng viên có thái độ coi thường, không lắng nghe ý kiến của quần chúng, không học hỏi người lao động, có biểu hiện vì dân suông, chỉ nói mà không làm, hay hô hào kêu gọi vì dân nhưng lại không có những việc làm cụ thể thiết thực để mang lại quyền lợi ích chính đáng cho nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhắc nhở cán bộ đảng viên cần khắc phục bệnh hình thức, khi tiếp xúc đối thoại với dân thì phải tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, ngồi ra vẻ chú ý lắng nghe nhưng lại không nghe. Ngoài ra còn có những cán bộ tuy bề ngoài gần dân mà thực chất lại sống xa dân, có một cuộc sống biệt lập, khác xa người dân. Với họ, tiếp xúc với dân chỉ là nghĩa vụ đơn thuần, chứ không thực sự tâm huyết với dân, chung sức đồng lòng cùng người dân. Bởi nếu thương yêu quần chúng, họ đâu lợi dụng kẽ hở pháp luật, đục nước béo cò,
để nhăm nhăm vun vén lợi lộc cho cá nhân, tham ô, tham nhũng, suy thoái. Tiêu cực ở đây thì nó cũng nhiều lắm, nhiều cái mặt tiêu cực lắm. Nhưng mà trọng tâm là chống cái suy thoái về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống. Cái này mới là cái gốc. Nếu mà anh đứng đắn, anh có đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân, vì đảng, thì làm sao phải đi ăn cắp, đi tham nhũng. Anh tư tưởng anh xuống cấp, anh đi nói ngược, nói trái đường lối, nên rồi đạo đức anh không tốt thì mới anh đi ăn cắp chứ, thì mới đi tham nhũng chứ. Suy cho cùng, một khi cán bộ coi việc gần dân chỉ là tấm bình phong, là màn kịch để che giấu những mục đích, động cơ thiếu trong sáng của mình, thì đó là một thứ gần dân hình thức, giả dối, thực chất là mị dân. Đảng ta cho rằng, trong điều kiện hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của nhân dân, cũng đều là vô nghĩa và không có sức thuyết phục. Đảng lãnh đạo Quốc hội cũng là theo cái tinh thần là về tất cả vì lợi ích của nhân dân. Đề ra chủ trương đường lối chính sách phải là hợp lòng dân. Nội dung nó phải thấm được vào trong từng người chúng ta. Và chúng ta lại có trách nhiệm đóng góp trở lại với những cái dự kiến mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ định làm sắp tới. Như thế là ý Đảng luôn luôn quyện với lòng dân. Có thể thấy rằng quần chúng nhân dân nhìn nhận đánh giá Đảng chủ yếu là thông qua phẩm chất, tư cách, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Nói quần chúng giảm sút lòng tin đối với Đảng không phải là giảm sút lòng tin đối với lý tưởng, sự nghiệp của Đảng, mà là đối với những cán bộ đảng viên đã thoái hóa, hư hỏng, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân. Nói nhiều làm ít, nói một đằng là một nẻo, chỉ biết vun vén lợi lộc cho bản thân, gia đình mà không có hành động thiết thực để góp phần chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cử tri tức là nhân dân. Nhân dân mới là quyết định tất cả. Nhưng mà có một cái vế rất quan trọng, ta nói vào đầy đủ là dưới sự lãnh đạo của Đảng, cái mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, ba cái chân kiểm rất chặt chẽ. Cuối cùng dân là người quyết định. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Hơn ai hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thời nay phải khắc cốt ghi tâm lời Bác dạy. Được lòng dân thì việc gì cũng làm được, trái ý dân thì chạy ngược chạy xuôi. Nếu cấp ủy đảng, chính quyền nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng cứ phải chạy ngược chạy xuôi bởi lòng dân phân tâm, ly tán, thì nguy cơ tan rã niềm tin của dân với đảng, với chế độ ta là khó tránh khỏi. Muốn được lòng dân thì cán bộ, đảng viên phải thực tâm, nói đi đôi với làm, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, tuyệt đối tránh những biểu hiện vô cảm, mị dân, vì dân xuông. Khi được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, nhất định khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân sẽ được củng cố, tăng cường, từ đó chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến đây, bản tin 35 online tuần này của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin tiếp theo.